Netizen Trung Quốc nói gì về chất lượng tay nghề sản xuất của công nhân Việt Nam? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề Việt Nam hãy phát triển trên chính đôi tay của các bạn. Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Mặc dù nhịp sống họ chậm hơn nhưng lương của họ cao hơn chúng ta. Thực sự không cao bằng chúng ta đâu. Nhà máy ở đó có lương tâm hơn nhà máy trong nước của chúng ta. Nếu chỉ tính 8 giờ thì lương sẽ kém hơn ở Trung Quốc vài trăm nhân dân tệ. Nhiều nhà máy chất lượng cao và tốt ở Trung Quốc có mức lương cơ bản là 1.800 tệ. Năm 2024, lương cơ bản ở Đông Quan, Quảng Đông vẫn là 1.900 tệ. Xét về tính toàn diện, chi phí lao động ở Việt Nam thực tế cao hơn ở Trung Quốc. Ở Việt Nam có vui không? Bên đó không vui chút nào và nó tụt hậu rất xa so với đất nước ta. Nếu bạn chỉ đến đây để du lịch thì sẽ ổn thôi. Lương từ 1.900 đến 2.200 tệ, hầu hết vẫn có mức lương cơ bản là 1.900. Và hầu hết đều không có tính vào bữa ăn, hoặc là trừ 100 đến hơn 300 tệ thực phẩm bổ sung. Một số phụ cấp ăn uống được tính vào lương cơ bản, chẳng hạn anh ta sẽ nói lương cơ bản là 2.200 tệ, nhưng trong đó có 2 đến 300 là phụ cấp ăn uống. Và lương làm thêm giờ vẫn được tính là 1.900 cho bạn. Dựa trên sản lượng công việc, tức là cường độ làm việc, lương của họ cao hơn chúng ta. Ví dụ, nếu chúng ta sản xuất 60 chiếc điện thoại di động 1 giờ, họ có thể chỉ làm được 20 chiếc mà thôi. Việc dịch chuyển dây chuyền lắp ráp của chúng ta hoàn toàn không thể thực hiện được. Dây chuyền lắp ráp của họ thực sự quá chậm. Ở Việt Nam, hơn 1.000 nhân dân tệ một tháng là đủ. Đối với chúng ta thì 5.000 nhân dân tệ là không đủ sống. Ham muốn của con người là không giới hạn. Lương cao có liên quan gì đến ham muốn? Ở Đông Quản và Thâm Quyến, nếu bạn làm việc 5 ngày 8 giờ hưởng mức lương cơ bản, thì sẽ khó nuôi sống bản thân chứ đừng nói đến cả gia đình. Họ có tổ chức công đoàn, quyền lợi họ dành cho người lao động. Tại sao lương ở Việt Nam cao hơn chúng ta? Vào năm 2024, mức lương cơ bản tại các nhà máy ở Đông Quản vẫn chỉ khoảng 2.000 nhân dân tệ, số tiền này kiếm được hoàn toàn nhờ làm thêm giờ. Lúc đầu chắc chắn là không nhanh bằng ta. Khi chúng tôi làm việc ở đó 20 năm trước, dây chuyền lắp ráp cũng như vậy, chỉ có ca ngày và rất ít nhà máy làm việc 2 ca. Không thể so sánh với bây giờ được. Có thể chúng ta làm thêm giờ và lương của chúng ta cao hơn, họ 1 hoặc 200 mà thôi. Đừng quá tự tin. Ngày nay, mức lương ở các thành phố lớn của họ tương đương với ở Trung Quốc đại lục. Đó gọi là làm việc theo sản phẩm, nhưng theo những gì bạn nói, tất cả đều đi làm thêm giờ. Ở Việt Nam, bạn đã xác minh rằng tất cả tiền lương được trả không tính theo sản phẩm, và không làm thêm giờ chưa? Đừng giỡn mặt nữa. Hãy tiếp tục và làm công nhân phổ thông ở Việt Nam. Đừng coi các nhà tư bản là những kẻ ngốc. Đây có phải là lợi thế chủng tộc không? Tôi đã hẹn với đồng lương công nhân thuốc Nervit của mình ở Thâm Quyến. Đây là phiếu lương tôi nhận được vào tháng 7. Bạn càng làm thêm giờ nhiều thì bạn sẽ càng được trả nhiều tiền. Tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi chưa đến 10.000 tệ, thực sự là làm không đủ ăn. Ở Thâm Quyến vẫn có mức lương như vậy nếu bạn nghỉ việc, chỉ riêng anh bảo vệ sẽ kiếm được hơn 5.000 nhân dân tệ, bao gồm cả tiền ăn và chỗ ở. Doanh nhân Trung Quốc tổ chức đoàn sang đầu tư Việt Nam. Chi phí sản xuất tại Việt Nam cao hơn Trung Quốc từ 10% đến 20%. Hiện tại, mức thuế đối với Hoa Kỳ thấp thì không sao, nhưng 5 đến 10 năm nữa sẽ không phù hợp. Đây là những gì người khác gọi là công việc thực sự, chúng ta chỉ đang làm việc để tồn tại. Huawei sản xuất điện thoại di động trong 28,5 giây. Đó là tốc độ mà họ kết thúc quá trình sản xuất tại nhà máy của mình, tại Đông Quản. Tôi là nhân chứng. Năm đó, Foxconn chính thức sản xuất hàng loạt dây chuyền sản xuất có công suất 5.500 chiếc ở cả hai bên, và 11.000 chiếc chia làm 2 ca, 24 trên 24 giờ. Tốc độ dây chuyền lắp ráp đó nhanh gấp 10 lần ở đây. Trên thực tế, đầu tư nước ngoài không đòi hỏi tốc độ. Quản lý của Trung Quốc đòi hỏi hiệu quả. Đầu tư nước ngoài đòi hỏi chất lượng và không đặt cao sản lượng. Lương của bạn gấp đôi người khác thì sản lượng của bạn phải gấp đôi người Việt Nam thôi. Lương cơ bản của họ gần bằng lương của chúng tôi. Được thôi, họ cũng đảm bảo tối thiểu là 2.000 tệ. Làm thế nào để bạn tính nói nhiều gấp đôi lên vậy? Mọi người không phải làm việc ngoài giờ. Nếu họ làm thêm giờ, họ sẽ nhận được số tiền tương đương với chúng ta. Trung Quốc hiện có số lượng người làm thêm giờ nhiều gấp đôi số người không làm thêm giờ. Công việc thường xuyên yêu cầu ít người hơn. Bạn có nghĩ rằng Trung Quốc đã làm tốt ngay từ đầu không? Tất cả đều dựa vào thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Trong một vài năm nữa, Việt Nam sẽ có thể đạt tới trình độ công nghệ đó. Công nhân công nghiệp cần có thời gian đào tạo. Chất lượng của chúng ta có tốt không?
có bao nhiêu thiết bị gia dụng thường xuyên hỏng hóc và quạt hỏng mỗi 1 hoặc 2 năm. Bạn biết đấy, tư bản sẽ không ra mặt mà chỉ hỏi về năng lực sản xuất. Bạn khó có thể đạt được năng lực sản xuất này khi chỉ ở cấp độ đầu tiên, bạn sẽ không thể đạt được nhiều báo cáo tích cực. Họ cũng làm việc 6 ngày một tuần và không kiếm được nhiều tiền nếu không làm thêm giờ. Điều được nói trên đôi in là nhân viên ở các công ty lớn có mức lương cao hơn, trong khi các công ty bình thường không có nhiều tiền. Các công ty Trung Quốc tìm kỹ thuật viên từ Thâm Quyến về làm việc với chi phí cao hơn, công việc cũng dễ dàng hơn. 10 năm trước chúng tôi có mức lương thấp hơn. Nếu bạn làm việc với tốc độ này, tôi sẽ la mắng bạn 10 giờ một ngày. Bạn có nhận được 3.000 khi không làm thêm giờ không? Tôi muốn sống ở Việt Nam. Họ làm việc chậm và ít giờ hơn, lương của họ chỉ khoảng 2.000 nhân dân tệ. Có tiền hay không không quan trọng là bạn muốn làm người tốt. Điều quan trọng nhất là nếu chưa có vợ thì hãy đến đó để tìm một người vợ phù hợp. Nếu chúng ta làm việc với tốc độ này, chúng ta thậm chí sẽ không có 2.000 tệ nữa. Hãy hành động nhanh lên khi tim còn đập. Dây chuyền lắp ráp trong nhà máy của chúng tôi luôn báo hiệu sản lượng mỗi ngày, hãy làm nhanh lên. Còn chúng tôi có một dây chuyền lắp ráp có khói bốc ra, và nhà vệ sinh không được phép sử dụng. Tôi thấy làm ở Foxconn không dễ dàng chút nào. Tôi bận sản xuất máy tính bảng ở Foxconn và đổ mồ hôi đầm đìa vào cuối ngày. Tôi gần như kiệt sức. Tôi mua một chiếc điện thoại di động Samsung sản xuất tại Việt Nam. Thực tế, mặt sau của điện thoại đã được dán vào và pin bên trong được nhập khẩu từ Trung Quốc. Có thể nói, chuỗi công nghiệp điện thoại di động của nước ta là bất khả chiến bại trên thế giới, ngoại trừ một số bộ nhớ chip riêng lẻ, về cơ bản là bất khả chiến bại. Khi phải đối mặt với những đơn hàng gấp rút, công ty nào sẽ bỏ việc vào chủ nhật và không cho công nhân làm việc ngoài giờ? Một công ty rất khiêm tốn đã làm được điều này. Các nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài thường không có chỗ cho các bạn. Nếu giữa giờ có thời gian nghỉ ngơi và không cần phải làm thêm giờ, thì nó thực sự có thể chấp nhận được. Tôi tưởng dây chuyền lắp ráp của Việt Nam không chạy, nhưng khi nhìn kỹ tôi nhận ra nó chậm một cách nực cười. Tốc độ của dây chuyền lắp ráp có thể được điều chỉnh mà. Chỉ cần chậm rãi và đều đặn là được mà. Họ có một công đoàn thực sự có tổ chức của riêng mình. Điều này là bình thường mà. Họ làm việc chậm rãi và cẩn thận thật đấy. Băng tải trong nước thì chạy nhanh hơn tên lửa ấy. Lương của họ không thấp hơn chúng ta đâu. Con gái Việt Nam lại khá xinh đẹp nữa. Bạn phải nhớ rằng bạn đã thấy điều này trên Douyin mà thôi. Dây chuyền máy móc ở Việt Nam quay chậm hơn rất nhiều. Dây chuyền lắp ráp trong nước chạy 17 giờ và tua nhanh đến mức 12 giờ là quá khó. Dù con người chậm chạp nhưng có rất ít trường hợp tử vong đột ngột khi làm. Người Việt sướng thật đó. Tôi phù hợp làm việc ở dây chuyền lắp ráp tại Việt Nam. Nếu không có gì khác, chất lượng của sản phẩm được sản xuất theo cách này được đảm bảo. Trong 10 năm qua, hầu hết các nhà máy ở Thâm Quyến không có nhiều giờ làm thêm. Tôi đã ở Thâm Quyến, được 10 năm và ở nhiều nhà máy tôi được trả mức lương dưới 4.000 tệ. Hãy đến Thâm Quyến để xem nơi tôi đã sống vài năm. Quản lý hét lên từ đầu đến cuối. Bạn có muốn làm nhanh không? Tôi làm việc trong một nhà máy ở Nhật Bản và dây chuyền lắp ráp được tính bằng giây. Chỉ có người Trung Quốc làm nhiều hơn nhưng nhận được ít hơn mà thôi. Trước đây ở Thâm Quyến, dây chuyền lắp ráp nhanh hơn thế này rất nhiều hộp số băng tải phía sau dây kéo căng ra và tự điều chỉnh. Từ những bình luận trên, có thể đưa ra một số kết luận về quan điểm của netizen Trung Quốc về Việt Nam và sự so sánh giữa hai quốc gia về khía cạnh lao động và tiền lương. Netizen Trung Quốc nhìn chung cho rằng năng suất làm việc của công nhân Việt Nam thấp hơn so với Trung Quốc. Họ đề cập đến việc dây chuyền lắp ráp ở Việt Nam hoạt động chậm hơn rất nhiều, với năng suất sản xuất thấp hơn đáng kể, ví dụ, sản xuất ít điện thoại hơn trong một giờ. Các bình luận nhấn mạnh rằng lương cơ bản ở Việt Nam thường thấp hơn so với Trung Quốc. Tuy nhiên, một số người nhận xét rằng khi tính tổng thể, lương ở Việt Nam có thể không chênh lệch quá lớn nếu so sánh với mức sống địa phương, đặc biệt là khi không tính đến làm thêm giờ. Một số bình luận nhấn mạnh rằng điều kiện làm việc ở Việt Nam thoải mái hơn, ít căng thẳng hơn và có ít trường hợp tử vong do làm việc quá sức. Điều này có vẻ là một lợi thế so với Trung Quốc, nơi mà năng suất cao hơn nhưng đồng nghĩa với áp lực công việc và tình trạng làm thêm giờ liên tục. Netizen Trung Quốc cho rằng chi phí sinh hoạt ở Việt Nam thấp hơn nhiều so với ở Trung Quốc, với bình luận rằng chỉ cần hơn 1.000 nhân dân tệ một tháng là đủ sống ở Việt Nam, trong khi ở Trung Quốc, con số này không đủ. Một số người đánh giá cao tổ chức công đoàn và các quyền lợi của người lao động tại Việt Nam, trong khi ở Trung Quốc thì tình trạng làm việc quá sức và áp lực năng suất cao hơn. Một số người bày tỏ rằng việc làm chậm và cẩn thận ở Việt Nam đảm bảo được chất lượng sản phẩm. Một số bình luận nhìn nhận Việt Nam đang tụt hậu so với Trung Quốc và vẫn còn phải trải qua quá trình phát triển thêm. Tuy nhiên,
Họ cũng thừa nhận rằng Trung Quốc đã từng trải qua giai đoạn tương tự và trong tương lai, Việt Nam có thể đạt được sự phát triển công nghệ cao hơn. Tóm lại, netizen Trung Quốc thể hiện sự so sánh giữa hai quốc gia về năng suất, điều kiện lao động và mức lương với nhận thức rằng Việt Nam có thể chậm hơn, nhưng bù lại có nhiều ưu điểm về chất lượng cuộc sống và quyền lợi người lao động.